Kính thưa tâm linh mục Joseph người con thế, cha người con trung, anh của tâm linh mục, cha thần sứ Peter Diego, cha cộng nghiệp Nicholas người toàn, thầy sáu người trí, quý sơ kính tiếp sĩ Lan nữ, quý vị hội đồng mục vụ và cộng đoàn viên chúa. Nhân ngày lễ Father Day, ngày đặc biệt ghi nhớ công ơn tiền trời của người cha, thay mặt ban thường vụ hội đồng mục vụ cộng đoàn, chúng con xin tỏ đôi lời chúc mừng để quý cha, quý ông, chủ bá, anh em là những người cha đang hiện diện trong thời buổi hôm nay. Trước hết, cộng đoàn chúng con hân hoan chào đón cha Joseph Nguyễn Văn Thủy. Thật là vui mừng và vinh hạnh cho cộng đoàn chúng con khi được cha về dân thành lễ mở tay của cộng đoàn chúng con. Cầu xin Chúa gìn giữ, chờ che, ban thêm nghị lực cho cha để cha hoàn thành sự vụ mục tử mà Thiên Chúa đã trao ban. Trong ngày lễ Father Day, chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho các cha, ban thêm sức mạnh, sự khôn ngoan để quý cha luôn là vị mục tử nhân lành, dìu dắt đoàn chiên về với Chúa. Chúng con xin kính chúc những người cha không chỉ trong ngày lễ phụ thân hôm nay mà mọi ngày trong đời sống đều tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong ơn hiển Chúa. Chúng con xin tri ân quý những người cha đã hy sinh yêu thương vô điều kiện đối với con cái, luôn quan tâm gây dựng hạnh phúc gia đình và đã góp phần đưa cộng đoàn giáo xứ ngày càng phát triển vững mạnh hơn. Cúi xin thánh cả Giuse, đứng tư phụ của Chúa Giêsu, ban cho những người cha trong cộng đoàn được muôn ơn lành, luôn là người cha con giả gương mẫu và là trụ cột vững vàng nối kết những thành viên trong gia đình cũng như trong cộng đoàn giáo xứ. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành sở đưa linh hồn người người cha đã phúc bổng của chúng con về người nhân thành Chúa trên thiên quốc. Chúng con xin cộng đoàn cùng vỗ tay chúc mừng quý cha và người cha như vậy. Và cùng những tay cộng đoàn chúng con có những món quà sẽ gửi đến tâm linh một các cha và thầy sáu. Xin cảm ơn.